Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An được biết đến là một trong những địa phương có số người đi tham gia lao động xuất khẩu lớn nhất của cả nước. Có thể nói hoạt động xuất khẩu lao động đã giúp nhiều gia đình trở nên khá giả và tạo ra cơ hội cho nhiều gia đình khác có điều kiện để đầu tư sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi. Tuy nhiên liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động vẫn còn nhiều cái bất cập. Chính vì vậy trong chương trình này chúng tôi đã mời đến ông Đặng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An để trao đổi rõ hơn về vấn đề này. Trước hết cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình hôm nay. Vâng, thưa ông Thắng ạ, ông có thể cho biết rằng là một số nét chính của hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Nghệ An ta trong thời gian gần đây. Nghệ An chúng ta có số lượng lao động đi làm việc ở các nước tương đối lớn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng trên 15.000 lao động đi làm việc có thời hạn tại các nước. Đặc biệt là hàng năm thì chúng ta vẫn có cái số lượng đi làm việc ở các nước gần như nhất nhì cả nước. Năm 2017 vừa qua thì chúng ta có trên 12.500, gần 13.000 lao động đi làm việc các thị trường. Đặc biệt là năm nay thì năm 2017 thì số lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao tương đối nhiều, nhất là Nhật Bản và một số cái thị trường khác. Thường thì người lao động người ta cái tập trung nhiều nhất là những nước nào? Hiện nay thì chúng ta lao động chúng ta đang tập trung chủ yếu là đi Nhật Bản và Đài Loan. Riêng Hàn Quốc là một thị trường rất là nhu cầu lao động đi rất lớn. Tuy nhiên là vừa qua cái số lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo cái chương trình FEF phi lợi nhuận thì do cái số lao động này hết hạn ở lại tỷ lệ tương đối cao. Chính vì vậy cho nên là Người ta siết phía chặt. Hàn Quốc đang có nhiều cái giải pháp là ngăn chặn cái vấn đề này và đặc biệt là tạm dừng của Nghệ An 11 huyện. Vậy ông có thể cung cấp một vài thông tin về cái số lượng lao động Nghệ An đi tham gia xuất khẩu trong những năm vừa qua và năm gần nhất là năm 2017? Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta có trên 45 đơn vị về làm xuất khẩu lao động và các huyện, thành phố, thị xã thì cũng triển khai khá tốt. Chính vì vậy trên hàng năm chúng ta là lao động chúng ta đi làm việc ở các thị trường từ 12.000 rưỡi đến 13.000. Riêng năm 2017 thì chúng ta đạt gần 13.000. À, gần 13.000. Còn bình quân mỗi năm khoảng 12 đến 13.000 là bình thường. Dự kiến 2018 thì chúng tôi vẫn đưa ra cái chỉ tiêu để phấn đấu cho cả huyện, thành phố, thị xã phấn đấu là khoảng cùng cứ đạt khoảng 12.000 rưỡi đến 13.000. Đánh giá một cách khách quan cái hiệu quả của xuất khẩu lao động như thế nào? Chúng tôi cho rằng là đi xuất khẩu lao động cũng là một trong những hình thức để người lao động tìm việc làm. Và đặc biệt là đi xuất khẩu lao động thì có mấy cái ưu điểm. Một là lao động sau thời gian đi làm việc về thì tiết kiệm được một thu nhập, có một cái vốn để sau này có Chuyển thể đổi kinh tìm việc tế làm, và chuyển đổi kinh tế. Thứ hai là rèn luyện được cái tác phong công nghiệp và ý thức trách nhiệm của người lao động trong các cái doanh nghiệp. Và thứ ba nữa là cũng có đúc rút những kinh nghiệm và nâng cao tay nghề. vậy thì lâu nay cái số lao động mà được đào tạo có tay nghề tham gia một số thị trường lao động chất lượng cao như là Nhật Bản, như là Israel hoặc là như một số nước khác thì chúng ta có thống kê được cái số này không ạ? Lâu nay thì chúng tôi chỉ đạo các trường, các cơ sở, các trung tâm dạy nghề tập trung đào tạo nghề nói chung và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động, kể cả đào tạo tiếng. Thì vừa qua một số trường làm khá tốt. Rồi một số doanh nghiệp tuyển lao động họ cũng phối hợp với trường. Thì chúng ta từng bước nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực đi xuất khẩu lao động, đặc biệt là tay nghề và ngoại ngữ. Vừa qua do cái lao động đi cái chương trình FEF tại Hàn Quốc á, lao động ở lại tương đối nhiều, nhìn chung cả nước là tương đối nhiều. Thì chính phủ đã có một cái quy định trước khi xuất cảnh ấy thì phải ký quỹ Ký 100 quỹ. triệu Vâng. đi Hàn Quốc. Và cái quỹ này sẽ nộp vào ngân hàng chính sách. Và sử dụng cái quỹ này nó có quy định theo nghị định của chính phủ.
Còn đi Nhật Bản thì một số doanh nghiệp họ cũng đề nghị là ký quỹ khoảng 3.000 đô, chứ cũng không nhiều đâu, nhưng mà 3.000 đô thì nếu về đúng hạn thì được nhận lại. Còn hai cái loại ký quỹ này là đều coi như là tiền Đảm gửi bảo. vào ngân hàng, được nhận lãi suất, sau này được tính lãi suất nếu anh về đúng, thực hiện đúng cái quy định của pháp luật. Nhưng mà liệu cái việc cái quy định như vậy, nhưng mà liệu đây có nó có trở thành một cái cản trở khiến cho người lao động người ta không có cái sẵn cái khoản tiền đấy, người ta buộc phải đi theo những con đường khác, ví dụ như đi những cái theo cái đường môi giới hoặc là đi những cái con đường không chính thống không? Thường là nếu mà được đi theo chương trình FEF đó, chương trình này là dùng cái từ là phí lợi nhuận, chỉ hết 560 đô thôi, tất cả các chi phí, cho nên nếu được đi họ sẵn sàng là ký quỹ gửi cái tiền này vào ngân hàng. Hầu như cái số mà được gọi đi thì không ai kêu ca cái này. Vậy thì thỉnh thoảng chúng ta có thể nói là khi mà xem ở trên các cái trang mạng xã hội thì một số người đứng ra kêu gọi người đi xuất khẩu lao động, thì những cái trường hợp đấy thì có đáng tin không ạ? Trên các trang mạng hoặc là một số cái thông tin khác thì tôi nghĩ là cũng có cá nhân nào đó là làm cái môi Môi giới giới. À. thì không nên, mình phải tỉnh táo. Hiện nay như tôi nói, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta có trên 45 đơn vị về xin về tuyển lao động tại Nghệ An, thì đây là một cái số lượng doanh nghiệp về làm xuất khẩu lao động tương đối lớn, mày hàng ngày thậm chí là hàng đấy là đều có các cái đơn vị về tuyển giới và làm việc đến tận xã. Trên người lao động phải hết sức tỉnh táo về vấn đề này. Và cũng nhân đây tôi khuyến cáo người lao động là khi muốn đi xuất khẩu lao động là phải đến phòng lao động các huyện, đến các cái doanh nghiệp mà được phép làm xuất khẩu lao động, không nghe qua người này người khác, đặc biệt là cò mồi rồi môi giới mà không chính xác thì không nên đưa tiền hoặc nộp tiền cho họ bằng nhiều bằng các cái hình thức, mà phải trực tiếp. Còn chỗ nào không rõ thì đến Sở Lao động, có cái phòng quản lý nhà nước, phòng việc làm, rồi đến các trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cũng trực thuộc sở để được hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn. À, quý vị và các bạn thân mến, những trao đổi trên đây của ông Đặng Khắc Thắng cũng đã khép lại chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời kỳ này. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.